chuyên xuất nhập khẩu đó. Thế thì và hiện nay thì nhà Tám cũng đang Hà Nội. Ok, nên rất vui được gặp toàn người trẻ. Tám hiện nay thì cũng là người mà hơi nhiều nhiều hơn tuổi các bạn một chút thôi, ít ít này. Rồi, cảm ơn cả nhà. Vâng, cảm ơn các bạn ạ. Chị Nguyệt Hà, chị Nguyệt Hà ơi. Rồi, chị đây. Xin chào cả nhà. Mình cũng xin tự giới thiệu, mình là Hà Thị Nguyệt. Năm nay mình 56 tuổi, hiện đang ở Mục Yên, Yên Bái. Mình cũng cùng ở nhà, đồng đội trong nhà Tám, cũng rất là hân hoan đón chào hai bạn Khánh và bạn Nga bên nhà Sáu Sang. Mình cũng được sát nhập cùng mọi người, thấy nhà mình đông vui hơn. Tức là nhiều người hơn thì có nhiều ý tưởng hay hơn. Rất là đón chào các bạn đã sát nhập vào trong nhà Tám mình. Em tự giới thiệu một chút về bản thân em ạ. Em là nhà Nguyệt, em đến từ Thái Nguyên. Hiện tại thì em sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em sinh năm 87. Thì hiện tại em làm ở phòng kinh doanh của một công ty của Nhật. Và thực ra thì được khi mà chị Hoa thông tin ấy là có một số chị của nhà tám à, nhà sáu chuyển sang ấy, em thực sự em rất là vui, bởi vì không biết thì các anh chị ở đây như thế nào, nhưng em ấy luôn kiểu như luôn luôn là sợ là nhà mình bị giải tán vì là không đủ thành viên ấy theo tiêu chuẩn của ban tổ chức ấy ạ. Thế là khi mà biết bây giờ đi thì cũng gần hết hành trình rồi mà lại biết thêm có thêm được thành viên vào nữa thì kiểu như em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ nhà mình sẽ không bị không 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 kiểu như không mất nhà nữa. Kiểu như thế nên là rất là vui, cảm rất là vui ạ. Và cũng biết là các chị nhà sáu ở đây thì đã đi đến giờ và thì chắc chắn là các chị cũng rất là tinh tấn và cũng rất là xác quyết để đi đến cuối hành trình ạ. Nên là em rất là vui ạ, rất là vui được chào đón các chị đến với ngôi nhà 08 của chúng ta ạ. Nguyệt đây, nhà Thái Nguyên em chỗ nào? Anh vừa Thái Nguyên về. Dạ, em ở khu Gang Thép ạ. Nhà anh Thái Nguyên, anh ở Thục Dạ. Duyên ấy. À, Túc Duyên ạ. À? Ok, À. xong nào về quê cùng nhé. Dạ. Ừ. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc giới Chào anh thiệu một nha. chút. Dạ. Dạ. Vâng ạ. Em chào anh Tám, chào cả nhà, anh Nguyệt ạ. À, em xin giới thiệu, em là Ngọc Nguyễn ạ. Mới đổi tên cho nó lâu là Ngọc Điềm Tĩnh ạ. Và em sinh năm 83. Em là ngày xưa là giáo viên nhưng bây giờ mất dạy ạ, và bây giờ đang đi tìm chị con đường là tìm tự do cho chính mình ạ. Em rất vui vì được cùng nhà 06 để đi tiếp hành trình này ạ. Được nhập cùng nhà 06 ạ, vì là cái mình cũng lo là cái nhà 08 mình bị tan lắm, vì có mấy mấy người là đi ra rồi nên là cũng sợ, lo sợ. May mắn nói như Nguyệt đấy, may mắn là nhà 06 nhập vào, thế là đông rồi, chắc là chúng ta phải đi hết hành trình, chúng ta phải cố gắng đi hết hành trình nhé cả nhà. Cảm ơn chị Ngọc ạ. Mình sẽ mỗi cá nhân mình có thể chia sẻ một chút về cái cảm nhận của mình cho khi mà đi cùng hành trình đến thời điểm này được không ạ? Rồi những cái khó khăn hoặc là những cái mà mọi người cảm thấy là mình đã làm được hoặc những cái mà mình chưa làm được cho đến thời điểm này. Thì mỗi thành viên mình hãy chia sẻ một chút, ngắn gọn một chút được không ạ? Ok, thôi Em để mời bác Tám chia Tám sẻ trước nhé. tiếp. Rồi, chào cả nhà. Thứ nhất thì với cái hành trình này thì Tám cũng được một người bạn đã đưa. Và thực ra thì Tám cũng đã học Chánh Kiến một rồi, cũng học một số, nhưng cuối cùng được học bạn các bạn nói về hành trình văn hóa đọc. Thì thực ra thì khi vào đây thì Tám thay đổi rất nhiều, bởi vì trước đây bản thân Tám là ít đọc sách. Đầu tiên là ít đọc lắm. Và Tám thì làm doanh nghiệp nhưng mà làm xuất phát từ làm kỹ thuật nên Tám chỉ có tra cứu thôi, ít đọc. Thế và nó giúp cho mình là có bắt đầu có thói quen đọc sách. Tuy nhiên thì nó gặp rất nhiều các rào cản anh chị ạ. Thứ hai thì bản thân thì bắt đầu mình thấy mình có thêm môn từ trước bí từ. Tám là một trong người rất bí từ.
Đó, thế thì cũng may cũng có thêm được một vài từ, cũng thêm được một chút từ vựng, thì đấy là cái mà Tám nhận được. Và cái thứ ba thì nó tạo cho mình một kỷ luật, tại vì bản thân Tám là doanh nghiệp thì cũng không kỷ luật lắm, gọi là vô kỷ luật. Thế nên ra là cái đấy là cái mà tạo ra cái kỷ luật. Và điều quan trọng nhất là Tám thấy tự nhiên là sau đến cuối hành trình thì mình cảm thấy yêu thương, yêu chương trình nhiều hơn, và nhất là nhà mình lại thấy cả đấy rất là quý các bạn. Ừ. Đó, và thực ra mình cũng có cảm giác như các bạn nhà sáu cũng thấy lưu luyến, và không biết là sau này sau cái hành trình này thì chúng ta có cơ duyên để còn gặp được nhau được không. Ok, cảm ơn cả nhà. Chào mới đây. Rồi đây chị đây. Rồi. Chị chào cả nhà, chị cũng được chia sẻ cùng cả nhà này. Trước khi mình được cũng được nhà chính là người cho mình vào cái room kiến tạo văn hóa đọc này. Là thực ra đầu tiên thì mình cũng không thích lắm đâu, bởi vì cái giờ này là giờ mình sáng nào cũng như tập yoga ấy, nhưng mà cũng quyết định mãi cứ phân vân hai bên. Để sau khi sau mình cũng quyết định là nghỉ yoga để mình vào hành trình cái văn hóa đọc này. Thế thời gian đầu thì cũng chưa quen về cái môi trường học, nhưng mà sau một chỉ mất vài buổi thôi thì cũng đã làm quen được và cũng cùng hòa nhập và cùng mọi người. Nhưng mà riêng cái về cái công nghệ thì chị thực ra là vẫn kém, nên là vẫn là nhiều cái không biết làm, không biết vào. Vẫn nhờ cái đồng đội mọi người nhắc nhở và cũng chia sẻ thì bây giờ cũng biết tương đối. Thế nên rất là vui là khi kể cả từ cái đọc sách ấy, khi vào đây thì mình là người cũng trước thì đọc sách rất nhiều, nhưng mà thời gian gần đây mấy năm gần đây thực ra chị cũng không đọc sách nữa đâu, hầu như là bỏ. Nhưng mà có khoảng hai hai thì đọc kiến thức qua xong cũng thôi. Nhưng khi mình vào đây thì mình được học, được đọc rồi thì mình cũng đã cảm nhận được cách đọc sách như nào, và cũng tự nhiên thấy mình yêu sách hơn và cũng dành thời gian nhất định để mình đọc sách. Nên mình rất là vui mà vào trong khi vào cái chương trình này mình cũng học được, không cứ đọc sách mà học được rất nhiều học hỏi trong tất cả từ đầu hành trình đến giờ. Nói chung là mình đã học được áp dụng vào trong công việc và trong cuộc sống, mà kể cả trong cách nuôi dạy con cái mình cũng thấy rất là học được rất là nhiều cái lợi lạc trong cái chương trình này. Nên là câu chuyện của mình cũng giới thiệu và làm quen với mọi người, chia sẻ cùng mọi người như thế. Vâng, cảm ơn chị Ngọc ạ. Chị Nguyên ạ. Chị em mời chị Nga. Em xin phép chia sẻ một chút về cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc của em. Thực ra thì mục đích của em khi vào hành trình này đó là làm cho mình có một cái văn hóa đọc và đồng hành cùng con gái. Thì thực ra cái từ văn hóa đọc đối với em không hiểu rõ. Thế nhưng mà khi được vào hành trình thì điều đầu tiên mà em thu hoạch được đó là em đã hiểu rõ về thế nào gọi là văn hóa đọc. Và khi em hiểu rõ được rồi thì em mới biết rằng là từ trước đến nay mình đã có văn hóa đọc hay chưa. Mặc dù mình là giáo viên và mình cũng không phải là có thói quen đọc sách, mà mình đã đọc sách. Mình đã biết đọc sách chứ không phải là không phải là mình có thói quen đọc sách. Thì cái việc mà biết đọc sách, thói quen đọc sách và văn hóa đọc sách nó như thế nào, thì đến với hành trình này thì bắt đầu từ cuốn sách đầu tiên là cuốn Nghề Thầy, thì em cũng đã rõ ràng hơn về cái sứ mệnh của người thầy, tức là nghề nghiệp của em là giáo viên thì nó cũng rõ ràng hơn về cái sứ mệnh, cái công việc của em, và cũng rõ ràng hơn về thế nào gọi là văn hóa đọc. Còn cái việc mà chưa được trong cái hành trình này đó là trong hành trình này thì thầy được học quá nhiều những cái tinh hoa. Thật sự là những cái tinh hoa đấy mà không không phải chỉ riêng gì ban tổ chức họ đã chất lọc ra từ những cái cuốn sách, tinh hoa tạo thành những cái mà gọi là bài giảng để giảng cho chúng ta. Em đã được học quá nhiều nhưng mà cái thời gian mà để cho em thực hành hiện tại thì vẫn đang ít quá, cho nên là để nói được là những em đã chuyển hóa hay chưa thì em không dám khẳng định. Em cũng em không dám khẳng định là em đã có sự chuyển hóa nhiều, nhưng mà một cái việc mà hàng ngày vào buổi tối thì có thể là buổi tối trước đây thì em có thể là em
tìm hiểu một cái thứ gì đó, hoặc là đại khái không có cố định một công việc gì cụ thể cả. Thế nhưng mà bắt đầu khi vào hành trình thì cứ buổi tối nào em cũng ngồi làm bài tập và đọc sách. Điều đó có thể là nó chưa phải là một cái sự chủ động mà nó vẫn là bị động, nhưng mà đó là một cái sự bị động mà mình cảm thấy rằng là mình có sự lợi lạc, chứ không phải là một cái bị động mà mình cảm thấy rằng là mình có lãng phí. Thì cái sự bị động đó thì nó em hy vọng rằng là nó dần dần sau hành trình này nó sẽ theo, nó sẽ tiếp nối. Tức là hành trình này là một cái sự bắt đầu thôi, chỉ là một sự khởi đầu thôi, còn hết sau khi hết hành trình thì mới thật sự, lúc đấy mới thật sự vào một hành trình chính thức. Thì em cũng hy vọng rằng là mình sẽ duy trì được cái sự bị động đó trong một thời gian tương đối dài để có thể biến cái sự bị động thành sự chủ động, và mình cũng nuôi dần cái sự biết đọc sách của mình thành một thói quen, và từ thói quen đó thì có thể biến thành một cái sự thích thú, một sự hứng thú, và mới có thể trở thành một cái văn hóa đọc được. Em xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn chị. Chị là chị Khánh nhá, em gọi chị Khánh nhá. Em cũng chia sẻ một chút về cái hành trình của em thì cũng em cũng tham gia cái hành trình này với cái mục đích là cũng gọi là lúc đầu thì hồi đấy đi học chánh kiến một, thế là lúc mà có một bạn bạn lên, bạn ấy có nói về hành trình văn hóa đọc ấy ạ, thì em biết về hành trình đấy thì em cứ nghĩ là nó rất là đơn giản là mình cũng thích thích đọc sách thì mình có thể tức là mình có thể tham gia vào một cái việc chia sẻ cái sở thích đấy của mình ấy. Thì nghĩ đơn giản là như thế thôi. Sau đó thì mọi người nói là có cái hành trình này đấy thì tham gia đi, thì lúc mà mình tham gia thì mình cũng không không có nghĩ rằng là nó lại kéo dài đến tận 9 tuần. Vì hôm đấy tham gia làm tối hôm chủ nhật, mà thời điểm đấy là mọi người cũng đã có lễ khai giảng rồi, đã có hội làng rồi, và mình tham gia là ngay cái buổi học đầu tiên là cái buổi sau buổi hội làng ấy, và phải dậy lúc 4 rưỡi sáng, trong khi đó thì buổi đêm hôm trước đấy mình đi hơn 12 giờ đêm mình mới về. Thế là rất là sốc ấy. Thế nên là lúc mà tham gia vào trong hành trình này thì thấy đúng là mình, cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa quen được với cả việc thức dậy lúc 4 rưỡi để học bài. Là điểm chưa quen thứ nhất. Điểm chưa quen thứ hai là vẫn cho đến tận bây giờ vẫn chưa quen với cái việc là hàng ngày đều phải làm bài. Cảm thấy nó, mặc dù đấy cũng là cái sở thích của mình, nhưng mà cũng vẫn đang cảm thấy nó hơi hơi mệt. Hy vọng là mình sẽ cùng với cái nhà tám thì mình có thể đi hết được hành trình. Cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn chị Ngọc ơi. Em vào cái hành thật ra là em vào phát triển bản thân từ năm 2022, bắt đầu phát triển bản thân được năm 2019, nhưng mà học về nhân quả thì năm 2022 ạ. Nhưng mà cái mỗi tức là mỗi khóa học nó có một cái đặc thù riêng ạ, và em thấy cái khóa học này là cái khóa quá trình mà cho em rèn luyện sự kỷ luật nhiều hơn ạ, tại vì hàng ngày phải làm bài tập đấy, và nộp bài thì phải nộp bài đúng giờ đó. Công việc của em thì em cũng phải sắp xếp đến mấy gần cuối giờ thì em mới làm được bài tập. Cái khó khăn của em là em chưa sắp xếp được thời gian nó hợp lý để em làm bài tập cho nó tốt. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em còn là em đúng không ạ? Em thì đây là khóa học đầu tiên em tham gia. Em cũng chưa chính hay là những khóa cũng tương tự như này, và đây là khóa đầu tiên. Nhưng mà khi mà vào đây thì đúng cái ban đầu ấy là em cũng hơi bị kiểu hơi hơi sốc một chút về những cái chưa hiểu, về những cái bị rối ấy, rối một chút về cái link bài tập rồi là những cái quy định ạ. Đấy, xong đến dần độ sang tuần thứ hai là bắt đầu em quen dần rồi thì thấy mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn mà bình thường. Còn về cái việc mà đọc sách và làm bài tập thì do là công việc cũng khá là bận ấy, thế nên là cảm thấy đôi lúc là nó cũng bị căng thật, cũng kiểu như phải làm hết công suất luôn ấy. Thế tuy nhiên là đến đến thời điểm bây giờ thì nghĩ rằng là cũng có thể khẳng định rằng là mình chắc chắn là sẽ đi được hết hành trình. Và vào đây thì em cũng tức là cũng rèn được cho mình cái tính kỷ luật, và cũng được học hỏi rất là nhiều từ ban tổ chức ấy, từ các chương trình đào tạo của ban tổ chức, đồng thời là từ những các anh chị ở trong xóm, trong nhà. Nói chung là các anh chị rất là tinh tấn nhá. Và mình cảm thấy là trước giờ cái bản thân của mình sống nó còn quá là nông nhá, nó thiếu chiều sâu. Và em nghĩ rằng là cái khóa học này thực sự là nó rất có ích cho bản thân của mình, và cái nó chính là khi vào đây rồi em mới nghĩ rằng là tại sao mà mình không biết đến khóa học này sớm hơn ạ. Và em rất là biết ơn.
Trước tiên là biết ơn một người bạn của em đã giới thiệu cho em khóa học này, và sau đó là biết ơn ban tổ chức, ban cộng sự và các anh chị em ở đây đã cùng đồng hành. Chào Huyền. Ừ, nhưng mà Huyền lại Vâng. vẫn đang dậy á, không biết là Huyền có À. nói được không? Đây em đang tranh thủ lúc cho các cho lớp làm bài tập. À dạ. Thì chắc là vào nghe thì cũng không được nghe từ đầu nên là cũng không biết là nội dung mọi người đang hỏi gì, nhưng mà thấy mọi người đang chia sẻ về cái cơ duyên đến với hành trình văn hóa đọc đúng không ạ? Trước tiên thì Huyền giới thiệu một chút về bản thân ấy để cho mọi người biết rồi tiện xưng hô các thứ ấy. Ủa, em cũng tranh thủ tại vì em không họp thì cũng không yên tâm ấy, mà vào họp thì cũng hơi tranh thủ nên mọi người thông cảm cho em ấy ạ. Thứ ba thì em có một cái lịch dạy, em giới thiệu một chút thì em tên đầy đủ là Đặng Ngọc Huyền, hiện tại thì em đang làm trưởng phòng nhân sự tại một công ty, thì buổi tối thì em thường đi dạy thêm về tin học văn phòng. Thì nói chung là dạy thì cho trung tâm thì có học phí, nhưng mà nếu như mà dạy dạy ngoài thì bình thường em vẫn nhận gieo duyên cho một số các cái lớp mà mọi người học ấy ạ. Miễn phí thì nếu như trong nhà mình mà có ai đang cần hỗ trợ thêm về tin học văn phòng thì có thể gặp em sẽ hướng dẫn cho mọi người và bảo hành chọn người, tức là bảo hành chọn người theo Tôi hướng vàng giơ là tay rồi đấy. lúc nào em còn hỗ trợ được thì mọi người cứ nhắn cho em thì em sẽ hỗ trợ. Em thì sinh năm 93, hiện tại thì vẫn đang độc thân. Em thì là thành viên của nhà 06 và bây giờ thì là thành viên của nhà nhà 8. Nào nhỉ, em nhờ chị Nga với lại chị Khánh giới thiệu qua cho em, chắc có khi các chị chuẩn bị bài đầy đủ hơn. Biết giới thiệu như nào, nói chung là ở bên nhà nhà 6 thì em đang là em út, là em út của nhà 6 đến cái thời điểm bây giờ thôi, còn trước đấy thì không được làm út, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì đang là em út của nhà 6. Và sang bên nhà 8 thì cũng không biết là có thành viên nào ít tuổi hơn không. Ừ, sang nhà 8 thì chắc cũng là út đấy. Cũng vẫn là Tại út vì ạ. như có bạn Trang là 91. Còn Thì chị thì ở bên nhà 87. 6 thì vì được là em út cho nên là cũng được các chị khá là ưu tiên, sẽ giao cho một số các nhiệm vụ nhỏ nhỏ để có thể phát triển bản thân được nhiều hơn. Thì trong cái quá trình đến với lại hành trình văn hóa đọc thì em cũng đến với cơ duyên là em đi học lớp Tránh Kiến 2 của thầy Quân. Sau đấy thì thầy có nhận xét là nghị lực của em hơi kém. Sau rồi em cũng tìm đến những em, với lại đồng thời thì năm nay em cũng muốn là mình sẽ có một cái hành trình gắn bó lâu dài với BKE, tại vì em luôn tâm đắc cái câu đấy là môi trường mạnh hơn ý chí, và em nghĩ là môi trường của BKE sẽ là môi trường để em rèn luyện được cái rèn luyện ba góc. Chính vì vậy cho nên là để duy trì được môi trường đấy thì em sẽ liên tục tham gia các cái khóa học tại BKE để có thể đồng hành với lại cộng đồng sống tử tế. Thì chính vì vậy cho nên là em biết đến hành trình văn hóa đọc và được một chị bạn giới thiệu là hành trình văn hóa đọc là một hành trình rèn nghị lực. Thực ra ban đầu em không tin, em nghĩ là chắc rèn nghị lực là dậy 4:30 để đọc sách. Em chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Sau đấy thì đến với lại hành trình văn hóa đọc và thấy mọi người cứ rụng dần và bản thân mình ngày nào cũng phải nhắc tâm là cố gắng không được rụng. Và có một cái mạo hiểm ở đây đấy là nhận một cái nhiệm vụ làm phó nhà 6. Cùng với lại chị Nga đồng hành cùng với lại mọi người trong nhà 6, và khi mà mình đã nhận trách nhiệm vào rồi thì cho dù các thành viên khác có rụng nhưng mà bản thân trưởng nhà với phó nhà thì quyết tâm không được rụng. Nhưng vì vậy cho nên là em vẫn tồn tại được đến hành trình đến bây giờ. Rất là vui Em lắm. thấy thì đúng là đến thời điểm bây giờ thì em thấy nghị lực của em cũng đã được nâng lên rất là nhiều nhiều so với lại cái thời điểm em mới vừa vào và cái thời điểm mà trước khi em đến với BKE. Thì đấy là cái hành trình văn hóa đọc. Còn chuyển hóa được như thế nào về hành trình văn hóa đọc thì cái đầu tiên ở đây đấy là cái đến thời điểm này cái lãi thứ nhất ở đây đấy là quen được rất là nhiều các anh chị, đặc biệt là các thành viên của nhà 06. Các chị đã không chỉ đồng hành với em ở trong cái hành trình văn hóa đọc mà còn đồng hành cả trong cuộc sống nữa. Hiện tại các chị cũng đã luôn là những người bạn, luôn là những người thầy dạy cho em cách để học tập, cách để học đạo và cách để làm những người tử tế hơn. Còn lại đối với lại đến thời điểm bây giờ thì nhờ vào nhà 6 thì em cũng đã học thêm được rất nhiều các kỹ năng, ví dụ như là lên một mức
level cao hơn về kỹ năng làm video, tại vì cũng được các anh chị tin tưởng giao cho làm nhiệm vụ trong ban kỹ thuật. Đồng thời cũng rèn được nghị lực, đã trong trong năm cả năm 2023 thì không tập thể dục được tí nào, nhưng mà đến năm 2024 này vì tưới nước liên tục với lại được chị Nga, tuy là được chị Nga suốt ngày đổ nước cho nhưng mà thấy ngại nên là cũng phải tập thể dục để hàng ngày để có thêm nước. Tuy là bây giờ trong ngân hàng nước là em vẫn là người đói kém nhất, thì có gì mọi người tưới giúp em. Với lại là cũng nhờ là gia đình liên tục được mọc mầm ấy ạ, các thành viên liên tục mọc mầm cho nên là em cũng rèn luyện được cả cái khả năng thụt dầu cũng lên mức thượng thừa là 100 cái mà vẫn đi được. Và ngày xưa học X3 năng suất ở bên BKN thụt dầu xong 50 cái là em không đứng được luôn, gọi là ngồi luôn ở trên sân khấu luôn. Thì đấy, đấy là những cái phần chuyển hóa. Còn lại đúng là giống như chị Nga nói, em rất là tâm đắc với chị Nga, đó là trước khi vào với lại hành trình văn hóa đọc, mình cứ nghĩ là mình cũng là một người thích đọc sách đấy và cũng đang đang biết đọc sách đấy, nhưng vào rồi thì mới biết là cũng không biết đọc sách, đọc sách ở mức độ không biết. À, thì đấy là một số chia sẻ của em về thôi ạ. Cảm ơn Huyền. Anh chia sẻ màn hình về Cho mình cũng chia sẻ một tí nhá. chưa Mình không được nói là mình cũng cảm thấy nó xin mướn lỗi. ngay. Em xin mời chị ạ. Bây giờ em xin phép chia sẻ một tí đi nhá. Tức là khi mà đến với cái hành trình kiến tạo này là em đã học bên chiến binh. Thì sau khi học chiến binh xong thì bên chiến binh tặng cho khóa học kiến tạo là học khóa K8. Là em học cùng với cả Vân Lê nhà mình như này. Thế thì cái nhà Vân Lê là nhà cũng là nhà 8. Nhà em năm đấy học K8, hành trình kiến tạo văn hóa đọc K8, nhà số 8 có 8 thành viên. Đấy. Nó rất đặc biệt ở cái chỗ đấy. Sau đấy thì có một bạn nữa thì cũng ở một nhà khác thì cũng cũng giống như nhà 6 đấy. Là cũng rời cho nên là thêm một bạn đấy vào thì thành 9, chứ còn ban đầu là nhà K8, nhà 8, 8 thành viên đấy. Thế sau đó có 9 thì cái nhà 8 đấy nói thật với bà con là toàn những người tinh tấn thôi, như Vân Lê này, Vân Lê suốt ngày được tuyên dương thôi. Mình nhìn Vân Lê mình ngưỡng mộ lắm. Nhờ ở trong cái nhà 8 đấy mình là ba bữa nhất. Ta có cái việc gì mà gọi đến mình thì mình vẫn làm, còn nếu không mình thường, tại vì toàn người tinh tấn cho nên là mình toàn trốn việc thôi. Khi nào mà không ai làm gì được nữa thì mọi người bảo không làm được nữa, mọi người gọi vào làm thì đâu bảo mình đến lượt mình mới làm. Đấy thì sau khi mà học hết cái K8 đấy thì thực sự lúc ban đầu mới vào mình giống hệt như mọi người là mình sốc luôn. Tại vì dậy từ 4 rưỡi sáng nhá, xong rồi lại đến 6 giờ thì bắt đầu cái việc giải quyết việc cá nhân, xong rồi đến trường trường hò hét học sinh cho đến tận 7 giờ 6 rưỡi 6 giờ 6 giờ chính xác là 6 giờ. Thì hôm nào mà đi cày thêm thì khoảng đến tầm 9 rưỡi, xong về nhà là cắm đầu vào đọc sách, xong rồi làm bài tập. Nhưng mà được cái nhà 8 lúc đấy là cứ ai cũng thế nhá, cứ đến cái tầm 10 giờ 11 giờ là bắt đầu nhắn tin gọi ầm ĩ rồi lên. Đến 11 giờ là giờ hết giờ nộp bài ấy, mà không thấy nộp bài là gọi. Ui, có ngồi chơi cũng không ngồi yên được. Thế là cái nhà 8 được cái là anh chị em đến cái giờ đấy cứ đầu tối đến là ngồi trực máy để xem là ai chưa nộp bài là gọi đến nộp. Bao giờ nộp bài xong thì thôi. Và có một cái đặc biệt rất là hay là khi mà anh em gửi bài lên ấy là phải comment bài. Gửi bài lên Face rồi, nhưng mà còn gửi bài lên Zalo. Khi anh chị em gửi bài lên Zalo thì mọi người phải vào xem bài của bạn, sau đó comment bài của bạn. Sau đó thì mình mới chụp lại cái phần mà bài của mình cùng với cái phần comment của đồng đội, sau đó mới bắt đầu gửi lên Face. Thì là thành ra là nó nhiều hôm rất là muộn, nhưng mà cứ phải làm sao mà quá giờ mà không nộp bài là hôm sau cứ cứ tệ tệ mà dội thôi. Thế nên thành ra là nói thật là nhà 8 thì đến khi mà kết thúc hành trình thì mọi người rất là tinh tấn, và cả nhà 8 thì đều có những cái quả rất là ngọt. Thì quay trở lại với cái nhà 8 thì lúc đầu là mình vào mình thấy mình bảo thì mình
Cái này thì mình theo làm sao được, những 9 tuần chắc là mình chắc là mình rời hành trình thôi. Mình chính là người đầu tiên mình nghĩ đến rời hành trình. Nhưng sau đấy thì nói chuyện tiếp với các anh chị em trong nhà thì bắt đầu biết đến là một anh nữa. Bảy anh sinh năm 74, mình 75 mà hai anh em mà. Hai anh em mình rời hành trình đi, hai anh em mình không nộp bài để rời hành trình. Xong cuối cùng thấy mọi người tinh tấn quá thì lại bắt đầu cắm đầu vào học. Học cuối cùng thì theo được mọi người. Và đến khi hoàn thành kết thúc xong được cái hành trình K8 đấy thì mình thấy rằng là đấy là một cái sự rèn giũa mình. Và sau cái K8 đấy thì mình bắt đầu đi học bên phụng sự. Học phụng sự xong rồi mình quay sang mình phụng sự bên văn hóa đọc vùng cao. Xong quay sang đây mình tiếp tục phụng sự nhà K8. Thì thực ra là mình cũng có duyên với con số 8 thật. Đấy, học thì K8, nhà số 8, bây giờ phụng sự cũng là nhà 8. Còn nếu như phụng sự ở nhà vùng cao thì cũng là nhà 18. Trời ơi, mà bây giờ trong nhà mình cũng có anh Đức 8, thế mới siêu như vậy. Mà ông xã nhà em cũng tên là Hay 8 anh ạ. rồi, Đó. gọi nhầm đúng không Thế là đấy đấy là cái hành trình của em, và thực ra là khi mà đến với nhà 8 thì à, em có duyên với số 8 quá đấy. cũng vâng. Ô, thật em thấy nhiều cái nó cũng có duyên thật. Nhà em, số nhà em là phòng 805, tầng 8 chị ạ. Đấy. Thế thì em cũng rất là mong, tức là mình đã từng ở trong cái giai đoạn như vậy rồi, cho nên mình rất muốn giúp đỡ mọi người cố gắng làm sao vượt qua cái giai đoạn khó khăn ban đầu để mình đồng hành hết cái hành trình, trọn vẹn hành trình. Và thực sự là mỗi một lần thấy một đồng đội là nhà mình rời đi là mình cảm thấy nó cứ áy náy làm sao ấy. Ban đầu là cậu Tuấn nhỉ, xong đến Duyên, xong rồi đến Hương. Đấy, thực ra là cũng rất là áy náy nhưng mà không biết làm thế nào được, bởi vì không liên lạc được với các bạn để có thể hỗ trợ được. Nên là sau khi mà thấy tình hình nhà mình bây giờ, mọi người thì rất là tinh tấn nhưng mà là mọi người đang bị thiếu về nguồn lực thời gian. Nhưng khi mà thấy thấy tình hình như này mà không không duy trì được, có khi lại rời hết thì rất là đáng tiếc. Thì khi thấy nhà 6 bạn Vân có ý kiến hỏi xem để sáp nhập thì mình phải đồng ý luôn, tại vì mình nghe nhà 6 rất là nhiều những tinh túy thì cũng muốn kết hợp với nhà 8 các bạn anh các chị còn lại để chúng ta xây dựng cũng như là duy trì, và sau đó thì cố gắng làm sao cùng nhau đồng hành đi qua hết được cái hành trình này. Thực ra đi qua hành trình này mọi người mới thấy giá trị của nó trọn vẹn như thế nào, còn tại thời điểm này thì mình vẫn thấy là nó cũng có thấm nhưng nó chưa là gì cả, nhưng đi hết rồi thì mình mới thấy thấm nó. Thì bây giờ thì nhà 6 với nhà 8 là một, bởi vì mình cứ gọi là 68 hoặc 86 là một cho nó dễ đi. Đấy, thế thì chúng ta cùng đồng hành với nhau, cùng hỗ trợ với nhau, cùng tương tác với nhau và cố gắng tích cực để chúng ta cùng nhau đưa đưa nhau về đích. Thì còn lại cũng chỉ còn có mấy tuần nữa thôi, vì mình sang tuần 7 rồi, còn 2 tuần nữa thôi, còn 1 tuần nữa bài tập tuần, 1 tuần nữa thắc sâu với một bài tập mà tiết học vui vẻ thôi, giờ vui vẻ thôi thì là kết thúc hành trình rồi. Thì sau khi mà rời hành trình thì cũng rất là mong anh chị em mình sẽ tiếp tục vẫn còn duy trì cái nhà này để mình giao lưu, mình trao đổi. Thì thực sự bọn em ví dụ như nhà K8 chẳng hạn, K8 khóa 8 đấy, bọn em sau khi kết thúc hành trình rồi nhưng mà các anh chị em vẫn vẫn quay lại trò chuyện với nhau, vẫn tương tác với nhau. Nên là cũng rất là mong là mình sẽ còn giữ được cái mối quan hệ đó, bởi vì có thể là mình học K9 xong biết đâu mình học cái K nào đấy chẳng hạn mình lại gặp nhau. Nhưng mà chị em còn còn lại có thời gian rất là ngắn thôi, thì cũng cố gắng mình cũng cố gắng, cái nào không làm được thì mình lại ới lên chỉ để cả nhà cùng hỗ trợ. Thì đấy là phần em vừa chia sẻ, cũng rất là xin ý kiến mọi người thêm cái phần nội dung tiếp theo đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Đó, Hoa. số 8 nhà em là thế đấy. Là Cảm có ơn duyên sự với số chia sẻ 8. của chị Hoa, hay quá. Bây giờ em xin phép đi tiếp đến vào cái nội dung đấy là về bài tập tuần. Em cho em chia sẻ. Bài tập tuần. Lần này cái phần hành động là mỗi thành viên hãy tập đúc kết các ý tìm từ khóa cốt lõi trong chương thứ tư và thứ năm của cuốn Tôi tự học.
tìm hiểu ý nghĩa, vai trò, mối liên hệ, ảnh hưởng giữa các ý và các từ khóa. Các thành viên sẽ chia sẻ kết quả của mình và cùng nhau thảo luận, làm rõ các bài học, đúc kết nội dung thảo luận, thành hình slide sơ đồ vận hành và tạo video dưới 5 phút để trình bày kết quả đúc kết của nhà. Thì các anh chị có ý tưởng gì về cho cái phần bài tập tuần này không ạ? Cái này thì mình có mỗi người hãy đúc kết toàn bộ chưa ạ? Hay là mình có chia từng phần một không ạ? Và Chia mình có từng ý phần một đi. tưởng là sẽ thu âm này hay là rồi quay video các thứ không ạ? Mình có cần phải trao đổi với nhau về nội dung của cái chương 4 chương 5 không? Để mình có được cái nội dung mình xây dựng cái sườn cho bài tập tuần có được hơn không? Thực ra đọc cái quyển tự học này mình thấy cũng nhận là cũng nếu khó hiểu thật đấy. Em cũng thấy khó hiểu thật, Em em moi không lên một ý kiến không ạ? nói đi. Thực ra là trong cái tuần vừa rồi thì chúng ta có cái hoạt động đấy là sáp nhập giữa nhà 6 với nhà 8 ấy, nó cũng sẽ là một trong những cái khá là đặc biệt trong cái tuần này. Chính vì vậy chúng ta có thể làm cái bài này dưới dạng là bản tin của nhà 8 được không ạ? Được. Nói tiếp đi em. Chúng ta sẽ bản tin với nhà 8, chúng ta sẽ thu voi một người dẫn chương trình kiểu như một người voi, và sau đấy thì chúng ta sẽ nói là nhà 8 trong tuần vừa qua đã có hoạt động, ví dụ là họp hiểu thương cùng với nhau, sáp nhập nhà 8 với nhau này, họp hiểu thương cùng với nhau này, và cùng nhau đọc sách, cùng nhau đúc kết. Chúng ta chỉ nên đúc thành một bản chung của cả nhà, còn lại chúng ta có thể phân ra ví dụ như là ai đúc kết chương nào như thế nào, nhưng chúng ta thành của mình thôi. Sau đấy thì chúng ta sẽ đưa các cái hoạt động khác lên nữa, chứ không phải chỉ chương và các nội dung, thì cái video của chúng ta nó sẽ mang tính hơi nhàm chán một tí ạ. Thì em nghĩ là như vậy, đấy là idea của em. Chị cũng đồng ý với cái ý tưởng của Huyền. Thì như thế thì cái bài của mình nó sẽ sinh động hơn đi. Thì các anh chị cho ý kiến tiếp đi ạ. Anh đồng ý, anh Tám đồng ý đấy, bởi vì thực ra đọc cái cuốn sách này tạo thấy khác lắm. Đồng ý luôn để mình ngồi. Không, ý tưởng của bạn Ngọc hay đấy. À bạn Huyền ạ. đúng rồi, bạn Ngọc đặc biệt Việt. Em cũng nghĩ là sẽ mình cũng sẽ làm theo cái ý tưởng của Huyền cũng hay ạ. Thì em nghĩ là mình sẽ chia phân vai luôn đi ạ. Tức là ví dụ trong chương thứ tư, chương thứ năm đấy thì mình có những cái phần nào ấy thì mình sẽ chia ra là ai sẽ làm từ chỗ nào đến đâu ấy. Và cái voice thì ai sẽ thu và cần phải viết cái Nội script cho cái phần mở đầu kết thúc. Vì là cái phần đúc kết thì đã có mọi người đúc kết rồi, nhưng phải có cái phần mở đầu và phần mở đầu, phần kết thúc và cái phần bản tin nữa. bản tin thì mình sẽ có một người dẫn một cái phần video giống như kiểu như là chương trình thời sự ấy, Vâng, à, đúng rồi một phát ạ. thanh viên. À, Em em cũng có xem qua một số các cái video bài tập tuần trước của nhà 8 rồi ấy ạ. Thì có thể nhà 8 cũng có thể dành thời gian xem một chút các cái video bài tập của nhà 6. Vì không biết là nhà 8 thì trước thì cũng chưa triển khai theo idea này, nhưng mà nhà 6 thì cũng đã triển khai theo cái phần này rồi. Chị Khánh nhà em cũng đã làm khá là ok cái phần này rồi, thì mọi người cũng có thể xem trước để mình biết là nếu như mà mình làm thì có thể đi theo cái luồng như vậy thì có ổn hay không. Nhưng mà đối với lại lần này thì có thể mình sẽ cải tiến hơn một chút so với lại cái bài tập lần trước của nhà 6 làm, đấy là mình nên voi một một người thôi ấy, chỉ cho nó đỡ bị cân chỉnh khó về cái phần âm thanh đúng không chị Thắng, chị Khánh. Voi từ đầu đến cuối thì nó sẽ ok hơn. Với lại mình nghĩ là em nghĩ là dẫn chương trình thì mình nên để một người. Thì em thấy nhà mình có rất là nhiều các cái nhân tài về MC ấy, thì mình có thể phân một người voi
một người làm cái phần mở đầu và phần kết thúc, viết ra, viết để cho người thu voi là viết thôi, còn lại mọi người còn lại thì chúng ta sẽ phân chia nhau đúc kết. Về ban kỹ thuật thì em nghĩ là sẽ cần 2 đến 3 người để dựng video. Thực ra thì 2 người thôi là được. Thế thì vậy trước tiên mình sẽ xây lên cái khung đã nhé. Ý như kiểu là đầu tiên thì mình sẽ mở đầu như thế nào này, sau đấy thì bố cục ở trong từng phần như thế nào, sau đấy phần kết như thế nào, sau đấy thì mình sẽ phân công người ta cụ thể ra. Cái này thì nhà sáu đã từng làm một lần ấy, thì nếu mà được thì bây giờ mình mở thử cái đấy ra xem mọi người có muốn làm theo cái mô hình như vậy, cái cách thức như vậy hay không ấy. Thế còn là sau đấy mọi người xem có cần phải cải tiến như thế nào ý kiến của Huyền ấy. Thế và chị thấy là ví dụ như kinh như chị làm lần đấy thì đấy là lần đầu tiên chị làm, và chị làm rất là mất thời gian ấy, nó phải khoảng mất 10 tiếng để làm được cái clip đấy. Trong khi đó phải còn có cả thời gian của những người khác nữa, thậm chí là chị phải nghỉ cả một buổi chiều ngày thứ sáu thì chị mới hoàn thành được. Nên là chị nghĩ là khi mà đã giao nhiệm vụ rồi thì có khi mọi người phải đẩy sớm cái nội dung mình làm được ấy lên ấy. Thì ví dụ như ngày mai là mọi người phải có bài rồi ấy, thì cái việc mà làm clip nó mới nhanh được, chứ nếu không thì sẽ cái người mà phải làm clip phía sau vất vả lắm. Mình có nghe được không? Biên tập có nghe rồi. Sự Khánh Nguyễn KT20 của nhà 06. Sau đây là bản tin tuần này của nhà 06. Tuần qua, nhà 06 đã tham gia họp xóm 2, được ban phụng sự Tố Cẩm dắt túi cho kỹ năng mind map. Thứ hai thì chúng tôi được thủ lĩnh Hoàng Trọng Thành chia sẻ về tư duy nhân quả trong học tập. Thứ tư lại được ban tâm pháp Huyền Sâu khai sáng về DISC để hiểu thương đồng đội mình hơn. Trong buổi talk show của xóm 2, chị cả Lê Nghĩa đã có bài trao đổi về buổi Zoom ấn tượng. Và trong buổi học mind map, chị Thảo đã sáng tác được một bức tranh đầy màu sắc, lại đầy đủ thông tin. Cả nhà còn được làm khảo sát giữa hành trình, nghiêm túc như một bài thi giữa kỳ chính hiệu. Tư duy nhân quả đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về gieo nhân gì, ra quả ấy đến từ nhân nào. Còn DISC thực sự là một công cụ tuyệt vời cho ta có được cái nhìn đầy đủ và nhiều chiều hơn về những người sống xung quanh ta, từ đó có cách ứng xử phù hợp. Cuối tuần, người thì về quê ăn nhót, người lại chăm chồng chăm con, nhưng vẫn nhắc nhau trả bài đầy đủ, cùng họp hiểu thương, cùng nói lên những khó khăn đang gặp phải, rồi cùng mổ xẻ bài tập tuần để có được một bài tập hoàn thiện nhất. Và sau đây, chúng ta cùng suy ngẫm về chủ đề của bài tập tuần 5, giáo dục chính mình là sự nghiệp giáo dục quan trọng nhất. Thế cái phần này là Xin chào phần cả chia nhà, sẻ cho nên mình là em sẽ tên là tua Lê nhé. Thị Trích Nghĩa, mình là thành viên của nhà 6. Và khi hiểu được thân hơn mỗi một ngày thông qua những trang sách, và tôi đã quyết định là tham gia với và muốn có một cái môi trường để cùng nhau rèn luyện. Và đến hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì tôi nhận được rất là nhiều những cái giá trị, cách làm sơ đồ nhanh nét và đặc biệt là để xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng. Và thực sự là khi mà đến hành trình văn hóa đọc Thì và tôi đã những cái bài học đó cái và phần này tôi là chị Nghĩa chị chia sẻ và chị có gửi video, thì cái này đơn giản mình sẽ kéo là Xin chào, tôi là Ngọc Huyền, thành viên của nhà 06. em cũng Năm nay tôi đã 31 làm tuổi. sẵn clip rồi, thì những cái clip như này mình sẽ có thể kéo thả vào đây thôi, nó cũng nhanh thôi ạ. Thì đây, đến cái phần này sẽ là cái phần mà chị có một chị ở trong nhóm chị đúc kết, thì dưới cái dạng slide như này thì mình sẽ ví dụ như mình copy lại cái phần đấy xong rồi mình sẽ viết cái script dựa trên cái thông tin mà chị ý đưa ra ở đây để mình tạo video ấy, tạo cái giọng giọng voice ấy. Tương tự như vậy chị Thảo cũng như thế, kiểu dạng như thế này. Thì đây là thì làm cái cách như thế này thì cái này thì vẫn đang làm từng người tự đúc kết một, chứ không giống như cái ý của Huyền nói lúc nãy là mình sẽ chia nhau ra, chứ mình không phải là mỗi người đều đúc kết một nội dung giống nhau như thế này. Thì phần cuối này là phần của chị Nga. Chị Nga cũng đã làm clip ở trên Canva rồi thì mình có thể kéo thả vào đấy thì là xong. Đấy ạ. Thì cái một nhóm bạn tốt, tìm kiếm những người truyền cảm hứng và học hỏi từ họ, với tâm thế luôn là người học trò đi tìm hiểu và khám phá thế giới bên trong và bên ngoài. Bản tin tuần nhà 06 đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn làng K9 đã chú ý lắng nghe. cái Xin phần chào làng. cái phần dạng dưới dạng news của lần trước. Ở cái video này thì
Mình chỉ cần đấy, có cái phần về intro đầu tiên với lại phần kết thì sẽ với lại phần toàn bộ nội dung ở trong thì sẽ là một voice, còn lại thì mọi người cứ đúc kết dưới bất kỳ một cái dạng nào bằng những cái hình thức mà mình đã được học, ví dụ mind map hoặc là đúc kết dưới dạng làm bài tập hoặc là viết giống như là cô Nguyệt hay ai hay vẫn hay gửi lên cũng được, hoặc như chị Chiến có thể nói trực tiếp. Mọi người sẽ làm rất là nhiều hình thức để mình đúc kết cũng được, giống như lần này cũng được chị Khánh ạ. Chỉ tội là cái voice MC thì vẫn để giống như chị ấy. Ừ, đó thì đấy là lần trước mình đã làm bên nhà 06 ấy, thì không biết là nhà 08 mọi người có thêm ý kiến gì không ạ? Nếu ý kiến về việc là thứ nhất là mình làm theo cách như thế này được không, và thứ hai là cái có cần phải cải tiến cách làm như thế nào không, và điểm thứ ba là mình sẽ cần phải phân chia công việc như thế nào ấy. Mình có ý kiến nhá. Cái phần mà bên nhà mình làm cái phần đầu ấy, phần đầu thì mình cũng đồng ý. Nhưng mà mình có ý kiến như này có được không? Ví dụ hạn như là cái phần mình giống như là một cái bản tin thời sự ấy. Bản tin thời sự thì sẽ có phần MC dẫn đầu. MC phần đầu, và sau đó thì sẽ đưa ra các cái hình ảnh thông tin của cái nội dung mình cần cung cấp. Xong cuối cùng kết thúc cái phần bản tin đấy thì là MC xuất hiện lần tiếp theo. Thì có được không? Tại vì như mình đang làm đây thì mình đang bị bỏ ngỏ cái phần phần cuối. Phần đầu thì là có người dẫn, nhưng phần cuối thì mới chỉ là người dẫn thôi, còn hình ảnh và minh họa đi theo thì mình thấy nó chưa có cái nhấn. Em chưa hiểu cái ý của chị Hoa lắm, chị có thể làm rõ hơn được. Ý mình là cái phần đầu ấy, phần mà dẫn mới, tức là bắt đầu vào cái video ấy, là cái phần mà phát thanh viên là MC dẫn dẫn sẽ xuất hiện, thì mình muốn là có một người xuất hiện lên sau đó giới thiệu luôn, mời bà con xem bản tin của À, ý là có hình à. ảnh đúng không? Hình chị là có Không, hình ảnh giống như Huyền Sâu làm cái news bản tin ấy ạ. cái vinh danh ấy giống như của Huyền Sâu vinh danh ấy. Có nghĩa là phần đầu Có Huyền Sâu vậy xuất thì phải hiện, có sau cái đó Huyền Sâu video hình ảnh nói, của Huyền Sâu người nói xong thì là MC lên lên mà tức là chỉ cần nói của lời dẫn của MC thôi, nhưng kiểu như là trước trước một cái video ấy thì là MC sẽ giới thiệu, sau đấy thì cái trình chiếu cái video hoặc cái hình ảnh ra, sau đó thì kết thúc cái đấy thì là vâng, kết thúc thì là đúng đúng đúng, ý mình là như thế đấy. vâng vâng ạ. Thì đấy, trong cái lần này mình sẽ cải tiến lại cái đấy chị ạ. Thì ở cái phần đầu này để tạo cái điểm nhấn cho cái video thì em đề nghị một là bác Tường, hai là bác Tám sẽ mở đầu. Ôi em ơi, để các bạn trẻ các bạn Các xử bạn trẻ xử lý nội dung ở trong, còn cái nội dung dẫn bên ngoài anh chỉ việc quay video thôi, một là anh, hai là bác Tường. Bác Tường chưa lên hình bao giờ thì chắc là bác Tường phải xuất hiện rồi. Một là bác Tám, hai là bác Tường. Cái video này phải đưa các bác vào hết. Chị em chỉ ở đằng sau đi theo phần kỹ thuật thôi, còn phần xuất hiện hình ảnh là các bác phải lên rồi. Sắp hết cơ hội rồi bác ạ, cho nên là lần này phải tranh thủ. Anh chỉ bí từ thôi, chứ bí từ không có Nguyệt viết cho anh lời dẫn nhé, anh đọc. Vâng, Từ chị em sẽ xây dựng kịch bản cho anh chỉ việc ngồi anh quay video thôi, anh dẫn phần đầu thôi, phần đầu với phần kết giống như là biên tập viên thời sự ấy. Xin chào các đồng chí, hôm nay chúng ta đến bản tin ABCD đấy, mở đầu là gì 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 đấy, xong bắt đầu là đến hình ảnh rồi tư liệu về sau là họ video các chị em tự làm tự chạy thôi. Bác chỉ xuất hiện phần đầu, xong rồi đến khi mà kết thúc cái video đấy thì bác quay ra bác xuất hiện lần thứ hai. Bác bản tin đến đây là hết hết. Xin chào cảm ơn bà con đã theo dõi lắng nghe. Hẹn gặp lại bà con lần sau. Thế thôi, bác đi về. Còn chỉnh tông giọng thì tông giọng như thế nào? Cứ Không, bác đúng bác nói trong Zoom em thấy là ok rồi mà. không? Còn bây giờ chị em thì bàn nhau thiết kế xây dựng nội dung thôi. Còn phần dẫn là bác Tám sẽ dẫn rồi. Thì mỗi một tin thì mình có thể là một người thu hoặc là hai người thu, mình chạy theo phim ý.
chạy theo cái thông tin. Mình cứ thấy cái bản tin thời sự thấy rất là hợp lý đấy mọi người ạ. Thì đấy là ý kiến của mình thôi nhá, ý kiến mọi người thêm dựng đi nhá. Nhưng mà lần này thì nên để các bác nam nhà mình xuất hiện. Nhà mình bây giờ trong trong hành trình này chỉ có nhà mình là nhiều nam nhất, nhiều bác tinh tấn nhất, bác Tám, bác Tường với bác Sơn. Cái phần dẫn ấy ạ, người dẫn ấy thì em nghĩ là đường luôn ấy ạ. Thế chốt Bác chốt luôn Tường bác đã Tám không nhé. có ở đây thì bác Tám chốt luôn Tám đi Thế ạ. có bác ở đây đấy ạ. Có bác ở đây nhưng mà bác ấy không thấy đâu. Chắc là à. Bác Tường ngày mai nhà có giỗ nên là bác ấy hơi bận một chút. À. Thôi cứ chốt bác Tám đi, bác Tám ạ. Tuần sau cho bác Tường. Rồi Rồi, bác tiếp tục Tám gật nhá, đầu tiếp rồi tục đi kìa. ạ. Bác Tám gật đầu rồi đấy. Viết cho anh dẫn anh sự anh ở tập mình là anh nói phần thuộc Nếu mà không cần xuất hiện hình lên đấy ạ, thì mình chỉ nói thôi, thì bác cầm bác đọc cũng được mà. em sẽ gửi cho bác Tám một Ok cái hình nền của Zoom, cái hình nền trường quay, xong bác chỉ cần cài đặt cái hình nền đấy cho Zoom của mình thôi. Bác mở Zoom ra, sau đó bác ngồi trên trước Zoom, bác ngồi bác cứ nói theo cái giấy của bác thôi, thế là giống như mọi ngồi trong trường quay luôn. nè nói đi rồi. Vâng, Ok thì rồi, các phần tiếp vâng theo thì thì cần anh chị. áp suất mình tí nè, rồi cảm ơn cả nhà. À, thì cái lời dẫn MC á, em hiểu là nó sẽ bao gồm cả luôn cái phần bản tin luôn đấy đúng không chị Hoa nhỉ? Ôi Tức là cái phần phần lời dẫn của MC á, em hiểu là chị sẽ chuẩn bị và sẽ chuẩn bị luôn cái gọi là bao gồm cái bản tin luôn đấy ạ, đúng không ạ? không, ý mình là bác Tám chỉ là cái phần mở đầu thôi. Bác Tám sẽ giới thiệu là về cái nội dung, ví dụ như là ở trong tuần vừa qua nhà 08 và nhà 6 có sự sáp nhập đó kia, xong rồi dần 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 đấy. Sau đây thì mời bà con sẽ theo dõi Đúng rồi đấy ạ. đến Đúng đấy rồi ạ. thôi. Đấy thế Thì cho sau đấy là sẽ là phần chia sẻ ấy. Thì tức là phần chia sẻ của phần đúc kết ạ. đúng rồi, Thì tức là cái nội dung dẫn đầu ấy nó sẽ bao gồm luôn cái nội dung bản tin luôn ạ. tức là nó là tổng Những quan nội dung nội đúng dung rồi, tổng chính. quan luôn ạ. Đúng Đúng, rồi ạ. bác Tám thông báo nội dung chính, sau còn bắt đầu mình ghi vào Vâng. từng phần một, là sẽ là từng cái video đi ra. Vâng. Và em hiểu là ý kiến như cái lúc nãy chị có trao đổi thì nó sẽ là khi mà trước mỗi một cái event nó à, trước một cái video nó đưa ra ấy thì là bác ấy cũng vẫn phải nói là đến nội tiếp theo sẽ là chia sẻ từ bạn nào về cái nội dung gì đúng không? Sau đó thì cái video đấy mới hiển thị được đúng không? Được ra đúng không? Không, mình nghĩ là bác chỉ cần đưa phần đầu thôi, bác chỉ xuất hiện phần đầu thôi, xong cái video về sau là mình cứ liên kết các ý vào với nhau ấy, thì mình có một người dẫn ở trong cái phần trong thôi. Tức là cái nội dung của video ấy thì sẽ là xuyên suốt luôn. Chị vẫn cần tức là nội dung video phía sau xuyên suốt thì em hiểu là bây giờ mình sẽ phần cho phần nó sẽ là kết 4 và chương 5. Trong chương 4 chương 5 thì nó có chia nhiều phần thì bây giờ chúng ta ai sẽ đúc kết cái phần nào. Nhưng mà khi mà cái video ấy đưa ra nó chạy ra nó chạy những cái phần đúc kết nó chạy ra ấy ạ thì trước lúc nó chạy ra có cần MC phải nói gì không hay là sau khi MC đã nói xong phần dẫn đầu rồi thì các video phía sau đấy nó cứ tự tự động xuất hiện và không cần MC phải nói câu nào nữa. Mình sẽ làm giống như cái video của các bạn còn lại ấy. Nó giống như video nhà 6 phần sau ấy, cái phần mà các cái nội dung ấy. Thế ví dụ đến ai là mình có nghĩa là người dẫn lồng ở trong cái phần video đấy rồi. Thế là cái mỗi cái phần đúc kết đấy thì em hiểu là mỗi một cái bạn phụ trách đúc kết bạn sẽ thực hiện ghi âm audio luôn đúng không? Đúng rồi. Sau đó mình lồng vào với cái hình ảnh video đấy để mình chạy thôi. Thế thì tiếp theo ấy, là mình sẽ cần phải chia ra là ai sẽ phụ trách phần nào ấy các anh chị ạ. Thì em đang thấy là cái chương 4 ấy nó có rất là nhiều phần A để phần A phần B trong phần A B
nó lại có nhiều nội dung nhỏ khác nhau, ví dụ thế nào là sách hay, đọc sách để tìm hiểu mình, trong cái phần đọc sách cách nào ấy ạ, nó cũng sẽ có từ 1 đến đến 12 thì đến 16 ạ. Thì cái phần này chúng ta cũng chia ra để xem là ai phụ trách cái nội dung nào, có được không ạ? Có, cái này Ừ, mình được nên chia ra. vâng. Thế bây giờ ví dụ nhé, phần phần A trong này sẽ có hai, chương 4 sẽ có hai phần là phần A đọc sách này. Thì em thấy trong này có một số các cái nội dung ấy, thì có lẽ là nhà mình đông ấy ạ, thì là mình sẽ một và ví dụ như hai người cùng làm một một cái phần đúc kết này được không ạ? Còn phần B nhiều hơn thì phải là ba người chẳng hạn. Theo em thì cái phần A ấy chị, cái phần A là chắc chỉ cần một người thôi, sau đấy phần B thì mình cần nhiều người hơn. Cái phần A thì nó chỉ là đọc sách ấy, thế là hay đọc sách thì em nghĩ là một người, chứ nếu mà phân ra hai người thì nó hơi ngắn, hơi củ, Ok. thì mình để một người. Sau đấy phần B thì nó có 16 phần, 16 phần. rồi 16 phần thì mình lại chia tiếp, xong mình còn chương 5 nữa cơ. Đúng rồi, Rồi, chương 5 nữa. rồi. Nên là mình cái phần A đấy, phần A đọc sách chỉ ghi là phần A của chương thứ tư ấy, là một người này. Không cần, bây giờ mình sẽ ghi tên luôn đấy ạ. Vâng. Bây giờ sau khi mọi người thống nhất được thì này, bây giờ mình sẽ cần phải thống nhất tên luôn ạ. Chương 5 thì là đọc những gì? Chị cứ phân ra đã, rồi mình lấy tên sau. Chị cứ phân phân từng người ra để xem bao nhiêu người ấy. Chương B là phải đọc sách cách nào? Cái phần Vâng ạ, mình lấy B này nó có 10 nội dung đấy các bạn ạ. Nhiều lắm phết đấy. 16 chị ạ. Nó có 16 nội Phần dung. B là 16 nội dung. Chị 9. tạm thời chị chia làm 4. À, theo chị thì nên chỉ nên 3 thôi Nguyệt ạ. Ba, Ừ, bốn không bốn nên nhiều người. quá. Rồi. Nhưng Nó bị mà tản em mát lắm. sợ là phần sau ấy, tại Ừ. vì cái phần chương 5 ấy nó còn có 5 phần, à 4 phần nữa, A, B, C, D. Mình có đủ người không? Mình có đủ người không là sao em nhỉ? Ví dụ nhá, trên chỗ này là ý em là sẽ có người không có việc đúng không? Tức là không có việc mà là chia ít quá thì sẽ không đủ người để cho các phần đấy. Chị đi là một này, cái kia là nhớ không? Chỗ này là 8 Không, người này. nếu mà phần B đấy mà 4 ít 4 4 phần thì nó đây có 16 mà chị, phải là 4 người. Đấy, đã là 5 người rồi. 5 người với kia là 9 người. Vâng. 9 người thì nhà mình, Nhà mình đủ mà. mình là đâu nhỉ? Nhà mình 8, 8 x 6 còn 3 là 11 người mà. Mình lấy tinh thần xung phong đi được không ạ? Cái cứ cứ làm cái việc này trước đi đã, bởi vì là còn ví dụ phải trừ đi bác Tám, vì bác Tám đã làm phần người dẫn này rồi. Chị Hoa thì không được tính rồi. Cho nên là chỗ này 12. Ừ, chỗ này là Không, 9, cộng bác Tám bác là tám 10. dẫn thì chỉ là cái phần mình xây dựng kịch bản cho bác dẫn thôi. Nếu bác tám có thời gian, bác tám cũng đúc kết một chương nào đấy Ừ. cho. Chị ơi, nó cũng là một việc ấy chị. Cái việc ghi âm đi, việc ghi âm lại mất thời gian lắm chị ạ. Đúng rồi. Nên là không Thì bác cần tám đã dẫn cái để phần kia rồi thì mình không không vâng. không, không cho mọi đúc Phần kết đúc thì kết này để cho mọi người khác. cho em cái phần sách của bạn. Chị Khánh ơi, không phân ban làm video à? Đang phân Sao hả đây. em? Cái người làm video đúng không? Vâng. Thì ở đây mới là thêm cả bác Tám, chỗ này mới là 10 mà em. Mình có 12 người cơ mà. Thì viết luôn vào đấy để cho mọi người nhận nhiệm vụ luôn. Bạn Với cả là chị thấy là do từng cách mọi người làm, cái cách mọi người làm nữa ấy. Nhưng mà dù sao cũng cần phải làm chắc video. chắn. Phần làm video này có nên để 2 người không Huyền? Hai người đi, phải người hai người đi, Vâng. cứ phân hai người để backup nhau đi chị. Mình nhà mình có nhiều người mà. Ok ạ. Thế cái bây giờ quay Vâng. lại cái phần đúc kết ấy ạ, thì mọi người giơ tay giúp em đi ạ, là cái phần đọc tiểu thuyết tâm lý này có ai muốn nhận không ạ? Trước hết thì em xin có ý kiến một chút này. Về cái khả năng đúc kết, em nói luôn cái khả năng đúc kết của mỗi người mỗi khác. Thì bây giờ là trong cái chương 4 và chương 5 ấy, thì cái chương 5 là đúc kết dễ hơn chương 4.
chương 5 là có phân ra làm bốn cái đầu sách. Thực ra chỉ cần một người thôi, nhưng mà nhà chúng ta đang hơi bị nhiều người, thì bây giờ là mỗi một người sẽ đúc kết một loại sách, thì cái chương 5 là chương tương đối dễ. Như vậy là cũng sẽ xung phong xem là các anh chị xem là mình cảm thấy rằng là cái sức của mình phù hợp với cái nào thì mình nhận trước. Ví dụ như em ở đây, ví dụ như là những bác là tự bản thân nhà các anh chị trong nhà táng mình nhận định được là các đồng đội của mình ấy, những tuần trước chúng ta khả năng chúng ta đúc kết như thế nào, thì chúng ta cũng mạnh dạn là nếu như đồng đội không có ở đây chúng ta cũng ghi tên đồng đội luôn vào đây. Ví dụ là cái chương năm em thấy là thực ra là những cái đầu sách này nó đều có liên quan đến nhau, nó cũng chỉ có một vài ý thôi, mà hơn nữa nó cũng là bài tập ngày chúng ta đã làm rồi, bài tập ngày chúng ta làm ở trong cái tuần mấy cái tuần trước chúng ta đều làm rồi, và bây giờ chúng ta chỉ được bê cái nội dung trong bài tập ngày chúng ta lắp vào đây thôi. Nên là ví dụ như là chuyển nhà hay ở đây là bạn Trang bạn Nguyệt, thì những bạn ấy có đã biết rõ đồng đội của mình ấy, thì cũng chúng ta mạnh dạn là đề xuất xem là ai sẽ đúc kết cái phần chương năm này. Tức là theo ý chị Nga thì như thế là mình cũng vẫn để mỗi một đấy, chị mỗi một phần là một người Trang nhé. ơi, Trang đang nói à, chị không nghe thấy hay em đang mưu tướng? Như bạn là alo. À, đang điện thoại à? Vâng. Đang alo. Người ơi, người xem là những tuần trước ấy, những tuần trước là những người nào mà đúc kết được, ví dụ tại vì như vừa rồi tuần 6 vừa rồi ấy, là có giao nhiệm vụ cho một nhóm đúc kết chương 3 nhưng mà hình như không làm đúng không? Thế thì bây giờ là mình xem là tức là em xem là cái thực lực của từng người trong cái nhà tám ấy, trong nhà mình như thế nào, thì em xem điền điền tên vào đây, tức là những cái gì khó thì để những người nhận sau, còn những phần nào dễ hơn thì để cho người ta chủ động ra nhận trước chẳng hạn ấy. Chị có chị Ngọc với chị Nguyệt ở đây ấy, thì hai chị có em mà có thấy là mình có thể làm cái phần nào ở trong cái chương năm ấy, thì có chị chủ động nhận giúp em. Em nghĩ như thế này ấy, để cho mọi người làm việc sẽ đều có trách nhiệm, tại vì thực tế thì mình tham gia hành trình mọi người cũng đều muốn là sau hành trình mình có gì đấy mang về ấy. Chắc chắn là mọi người đều có điểm mạnh, điểm yếu, nhưng mà mình cũng sẽ có trách nhiệm ở trong này, nên là nếu như mà mình đã nhận nhiệm vụ là đúc kết phần nào mà mọi người không đúc kết thì mình bỏ luôn cái phần đấy ở trong video của mình luôn. Phần quá nhiều phần không đúc kết ở trong này mọi người không nộp bài thì mình cho mọc mầm cả nhà luôn. Theo em là như vậy. Để mình làm việc có trách nhiệm, chứ như hôm trước là em thấy đến em không biết là trước đấy mình phân như thế nào, tại vì nhà 6 vào sau ấy ạ. Chính vì vậy cho nên nhưng đến cái buổi cuối hình như là chị Trang làm video ấy, sau chị Trang còn nhắn em là đúc kết chương 3. Sau đấy thì hôm sau thì chị Nga thì đúc kết bộ chương 3. Em nghĩ là với vai trò làm video lúc đấy chị Trang sẽ rất là vất vả luôn đấy ạ. Cho nên là mọi người nên đặt ra một cái deadline rất rõ ràng, và ai là nhận trách nhiệm nào thì nộp bài đúng deadline, còn nếu như không nộp thì bỏ luôn cái phần đấy không có ở trong cái bài tập của mình nữa. Phần tiểu thuyết thì rất là ngắn, phần tiểu thuyết thì nó chỉ rơi vào khoảng gần 20 trang, còn cái phần đọc báo là mình thấy phần đọc sử là rất là dài. Phần đọc sử nó từ trang 181 cho đến trang 216 đó mọi người ạ. Thì chỗ này phải cân đối này. Cái này bài tập Thế thì cái em phần đọc đọc sử này thì bây giờ một là chỗ Bắc Tường, hai là chỗ Bắc Sơn, ba là chỗ cô Bình. Đấy là nhà mình hôm trước là chỗ video là cô Bình, mình cũng nhắn cho cô là cô cũng có làm video đấy người ạ, cái hôm mà xây dựng bài ấy. mình còn có một cái phần mà tìm hiểu cái mối ý nghĩa vai trò và mối liên hệ giữa các cái ý cốt lõi và những cái từ khóa những câu xuất hiện. Đó thì mình cũng bây giờ đã 10 giờ ạ, chạy nhanh tiến độ lên một chút anh chị ạ. Em còn chưa làm bài tập cơ. Em cũng chưa làm. Thế thì mọi người xung phong được không Anh ạ? ơi, anh chị làm chương 4 Bởi nhá. vì thực ra cái này chị làm phần nào ạ chị? Bây giờ có 16 cái đúng không? Bây giờ mà Vâng, chị Nga đúng xé không ạ? ra xé ra thì không có logic đâu. Vâng, em hiểu. Trong cái 16 cái này nó đều có liên quan với nhau cả, bởi vì trong cái phần bài tập của mình nó có một cái ý, đó là giống như bạn Nguyệt vừa nói, nó là phải có những cái sự liên kết với nhau, tìm ra từ Vâng. khóa rồi là quy loại được. Và bây giờ tách ra cái này thì hơi Vâng. khó. Tức là chị sẽ thầu luôn trong Bây bốn đúng giờ không?
phần này đúng không? Chiều muốn như Em thế cùng với chị thì nhá, có em với chị nhá. ok Ừ. làm cái Rồi ạ, cái phần chương năm này em các anh chị xung phong đi ạ. Em đồng ý với cả ý kiến của Huyền lúc nãy ạ, là nếu mình không làm được hết cái ít cái nội dung nào ở trong này ấy, thì thứ nhất là mình sẽ bỏ cái nội dung đấy ở trong video video này, bài tập tuần này của mình, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu mà chúng ta không muốn làm ấy, thì chắc là cũng nên để cho nó nở hoa ấy. Em lần trước thì bài tập của nhà không 6 cũng đã từng như thế, và rất là may là đến thời điểm cũng hơi bị chậm hơn deadline một chút, nhưng mà mọi người cũng đã nộp hết được bài. Với sự ép của trường nhà thì gồm có là nếu mà mọi người nộp sau deadline ạ, thì chắc là sẽ cần mọi người phải thủ dầu cộng với cả ủng hộ vào quỹ từ tâm Tuệ Tuệ ạ. Thì em cũng nghĩ là cũng nên, giống như Huyền lúc nãy có nói là sau khi giờ hành trình xong ấy, chúng ta xem chúng ta đều muốn là chúng ta để lại một cái gì đó ấy ạ. Thì mình chỉ còn có tuần này và tuần sau để làm bài tập tuần thôi ạ. Các anh chị tranh thủ cơ hội cái nhá. phần cha ơi, alo cha ơi xong việc cho em Đây em xong rồi. Em cha, bảo cái phần mà đọc tiểu thuyết cái tâm lý cái trang đúc kết được không, được, cứ cho em vào. cái Quả phần mì đọc kia cái phần sử ấy em nó mới dài ấy, thử kia thì thì nhờ cho trang sử đi. để cho không, ý là muốn là thử kia để cho bức À tường ok. để xong thì tí với đây cũng để cho bác sĩ nhận lại xem có ok không. Nếu như mà Đọc em Nam mình ấy, thì thật ra thì em thấy là các bác làm bài tập cá nhân thì tốt, nhưng mà đến lúc làm bài tập tuần thì gần như là các bác nói thì được, nhưng mà đến lúc các bác thực hiện thì không có. Cho nên là mọi người lưu ý hết sức, giống như cái việc mà mình chia chia muộn xong là không làm bận này nọ, cho mọi người để ý. Vì form giữ kỷ luật của nhà cũng có đấy, nhưng mà gần như là các bác không có sự liên kết đối với nhà là nhiều. Từ trước khi làm cái bài tập của nhà 08 đa phần có đúng một lần là của các bác có, gần như là của các thành viên còn lại về sau gần như là em, chị Nguyệt, chị Ngọc hỗ trợ nhau là chính. Nên là mọi người cũng để ý là chẳng hạn cái đợt này mình có thời gian thì mình có thể là tại vì cũng kết rồi ấy, thì mình sẽ có phương án dự phòng, nếu như bác không làm thì mình sẽ ở các hành vi chị gần như cái đề vào đấy xong mình lát nữa ấy nhắn lên đấy, xong nhắn hoặc là nhắn riêng cho bác xem bác có làm được không, nếu mà bác từ chối thì lúc đấy mình sẽ tính phương án hai. đừng nhắn tin, Đề gọi nghị trực tiếp luôn em ạ. Để sáng mai gọi, à mai bác có việc bận nhưng mà chắc là phải nghe được, vâng. thì cứ gọi trực tiếp để nói chuyện Nhưng sẽ dễ hơn, chứ mà nếu đừng mà nhắn nhà bác tin. ấy đã ngày mai có rỗ rồi ạ, thì là có thể là hay là mình dừng, tức là mình không nhờ bác ấy được không ạ? Vì chắc cũng cần phải có sớm ấy ạ, không thì cái người làm video phía sau mệt mệt lắm ạ. Đúng rồi đấy ạ, khi mà tổng hợp nó lâu lắm. Cho em xin một cái tên khác đi ạ, Thế thì ví dụ hai chị chị Ngọc em có chia nhau thể phần phụ đấy trách ra phần này đi. được không ạ? Chị Ngọc ơi, chị Ngọc Phần có đọc tiểu chị thuyết Nguyệt tâm mà. lý này cũng ngắn ấy ạ. À chị Nguyệt đọc sách rồi. Chị Ngọc ơi, chị cứ cho vào tí lát rồi nhắn chị Ngọc. Chị Hà Nguyệt. Thì em đề xuất như thế này được không ạ? Là cái phần đây em đã ghi cái tên của ghi tên ở đây rồi ạ, Đây rồi thì là em ạ. nhờ là cái phần đầu tiểu thuyết tâm lý thì là chị Ngọc được không ạ? Phần Đọc sách. sang phần đọc báo thì nhờ chị Hà Nguyệt, và phần đọc thiên văn đọc sách thiên văn thì sẽ là chị Nghĩa của bên nhà 06 ạ. Được đấy chị ạ, cứ chốt như thế đi chị. Thích Còn tâm với cho lý á. người làm video kìa. Để mình bàn nhanh nhanh còn vấn đề thấp sâu nữa các bạn em. 10 giờ 5 rồi. Tiếp theo là cái phần làm video này chị vẫn nhờ này được không, và cần có thêm nữa mình thì ai ai đã từng là Chào mừng các bạn.